together now. What's your vision? Trọng tài đúng hay sai khi phạt Việt Vị rút thẻ đỏ cho Olympic Bahrain? Sau vòng 1/8 ASEAN, có những ý kiến cho rằng trọng tài chính người Trung Quốc đã ưu ái Olympic Việt Nam với những quyết định nặng tay với Olympic Bahrain. Dưới góc nhìn chuyên môn, giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn đã có những lý giải cùng phóng viên. Cụ thể, trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chaman Sami của Bahrain đã lên tiếng chỉ trích trọng tài về việc không công nhận bàn thắng mà ông cho là hợp lệ của Bouhamad Hamed số 3 ở phút thứ 23. Huấn luyện viên Chaman Sami đồng thời cũng cho rằng trọng tài Zhang Li Trung Quốc đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp trước quyền thi đấu của Salah Hamed số 9 ở phút thứ 42 sau pha va chạm với Văn Thanh bên phía Olympic Việt Nam. Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang-seo khi được hỏi đã từ chối bình luận về các quyết định của tổ trọng tài. Trao đổi với phóng viên, chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Stever Davi và nhà báo Scott MT của Fox Sports Asian có chung quan điểm cho rằng bàn thắng của cầu thủ Bahrain là hợp lệ. Vì vậy, may mắn đã đứng về phía đại diện Đông Nam Á khi trọng tài biên đã giúp họ tránh khỏi một bàn thua. Ngược lại, cựu trọng tài FIFA được phóng viên liên hệ đánh giá quyết định của trợ lý trọng tài người Trung Quốc xác định tiền đạo của Olympic Bahrain Việt Vị là hoàn toàn chính xác. Phần đầu của cầu thủ Bahrain đã ở dưới hậu vệ cuối cùng của Olympic Việt Nam. Vì thế, quyết định bắt Việt Vị là chính xác, ông nhận định. Theo chia sẻ của cựu trọng tài FIFA này, luật bóng đá đã quy định rõ những trường hợp nào được coi là Việt Vị. Theo đó, thân người, chân và đầu ở dưới hậu vệ cuối cùng đều bị tính Việt Vị. Nếu tay của tiền đạo đối phương ở dưới thì không phải, vì tay không có khả năng ghi bàn, ông nói. Sáng nay, chia sẻ với phóng viên, giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nhận định về tình huống cầu thủ Olympic Bahrain nhận thẻ đỏ theo tôi là hoàn toàn chính xác. Cú vào bóng đó, cầu thủ phạm lỗi, đâu có chơi bóng mà cố tình đạp vào cổ chân của đối phương. Lỗi nghiêm trọng, chúng ta xem TV mới thấy rõ, còn những ai trực tiếp có mặt trên sân có thể không rõ đâu, kể cả huấn luyện viên ở xa. Trọng tài chính lúc đó ở vị trí gần, quan sát tốt và theo tôi, ông đã đưa ra quyết định đúng. Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn gợi mở thêm, trong các video giáo khoa cổ FIFA, đạp thẳng cổ chân đối phương như thế là phải thẻ đỏ. Vậy còn pha bóng trọng tài không công nhận bàn thắng của Bouhamad Hamed thì sao? Dân Việt hỏi giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn đáp, chúng ta còn nhớ vào năm 2015, giới truyền thông đã nêu ra vấn đề gây xôn xao xung quanh quyết định sửa đổi luật Việt Vị của Liên đoàn bóng đá Anh. Thực sự, họ đâu có quyền sửa đổi luật mà chỉ phát hiện thêm những tình huống cầu thủ tấn công ở vị trí Việt Vị, dù không chơi bóng thực sự, không chạm bóng, nhưng rõ ràng đã tìm cách chơi bóng ở gần bóng và việc đó đã gây cản trở đến khả năng chơi bóng của đối phương. Sau đó, FIFA thấy rằng phát hiện này đúng và đã phổ biến cho toàn thế giới. Tình huống phút 23 của trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain đã diễn ra đúng như thế. Cầu thủ ở vị trí Việt Vị nếu chỉ đứng yên, để đồng đội từ vị trí không Việt Vị chơi bóng và ghi bàn thì bàn thắng được công nhận. Nhưng anh ta, cụ thể là trung vệ số 5, Anshasham Hamad đã nhảy lên tìm cách chơi bóng. Bóng bay qua gần đầu anh ta khiến cho cầu thủ phòng ngự Olympic Việt Nam bị ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng. Kết quả anh ta bị phạt Việt Vị chứ không phải người ghi bàn. Bouhamad Hamed bị phạt. Các trọng tài đã chính xác trong tình huống này. Trên trang Ginonai của Bahrain khẳng định, bàn thắng làm tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng của Ahmed Bouhamad trong trận gặp Olympic Việt Nam vào hôm ngày 23 tháng 8 ở ASEAN năm 2018 không hề Việt Vị. Trong bài viết có tiêu đề "Đau lòng, 10 người Bahrain bị loại khỏi môn bóng đá của ASEAN Game", tờ Engonai cho rằng đội tuyển Olympic Bahrain đã bị loại một cách oan ức khỏi sân chơi ASEAN năm 2018 bởi những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Một trong số đó phải kể đến bàn thắng không được công nhận của Bouhamad trong hiệp 1. Hình ảnh chiếu lại cho thấy Bouhamad không hề Việt Vị. Dù vậy, trọng tài biên lại phất cờ, thổi phạt cầu thủ này lỗi Việt Vị ở tình huống lao xuống dứt điểm, làm tung lưới khung thành Olympic Việt Nam. Trao đổi với Zing.vn, chuyên gia bóng đá Đông Nam Á, Stephen Darby và tờ báo Scarlet Entry của Fox Sports Asian có chung quan điểm, cho rằng bàn thắng của cầu thủ Bahrain hợp lệ. Vì vậy, may mắn đã đứng về phía đại diện Đông Nam Á khi trọng tài biên đã giúp họ tránh khỏi một bàn thua. Không chỉ bị tước một bàn thắng, đội tuyển Olympic Bahrain theo báo G Online còn vấp phải những phán quyết rất nghiêm khắc từ trọng tài chính người Trung Quốc Li Zhang. Ông này từng thẳng thừng rút thẻ đỏ với tiền vệ Ahmed Salas sau pha vào bóng với một hậu vệ Vũ Văn Thanh vào cuối hiệp 1. Cũng trong bài tường thuật trận đấu, báo Bahrain ca thán đội nhà không gặp may, bằng chứng là Abdulhamad Ahmedi đã có cho mình cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, pha sút phạt lại đưa bóng đi trúng xà ngang, gặp quá nhiều bất lợi từ trọng tài đến thiếu may mắn, tuyển Olympic Bahrain ngậm ngùi nhận thất bại 0-1. Còn trên tờ Bola của Indonesia,
mô tả tuyển Olympic Việt Nam đã quá may mắn ở trận đấu hôm nay. Họ được chơi hơn người sau quyết định chơi khắt khe của trọng tài chính với đại diện Tây Á. Đã vậy, Sa Ngang cũng cứu cho những ngôi sao vàng một bàn thua. Trên trang Sport Geda nhấn vào chi tiết tấm thẻ đỏ của Ahmed Salah làm thay đổi cục diện trận đấu. Ngoài ra, tuyển Olympic Bahrain dù kiểm soát bóng tốt hơn với 51% nhưng chỉ tung ra được 3 cú sút trúng đích sau 9 nỗ lực dứt điểm. Còn tuyển Olympic Việt Nam có 5 cú sút trúng đích sau 14 lần dứt điểm. Người hâm mộ Indonesia tẩy chay huấn luyện viên Nuis Mila sau khi đội nhà bị loại khỏi ASEAN. U23 Indonesia đã bị thua U23 UAE chiều nay ở loạt sút luân lưu 3-4 và chính thức bị loại khỏi ASEAN năm 2018. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nuis Mila tỏ ra thiếu hài lòng với trọng tài Shanun Evan và cho biết đang rất buồn chán. Lúc này, chúng tôi thật sự buồn và thất vọng. Chúng tôi đã bị cuốn vào cảm xúc trong trận đấu. Thật tệ cho các cầu thủ khi đã vô cùng chăm chỉ, nỗ lực nhưng phải nhận lấy thất bại này. Bóng đá thật nghiệt ngã, nhưng tôi hy vọng người hâm mộ có thể tự hào về đội bóng. Cảm ơn các bạn đã tới. Chúng tôi rất tiếc nhưng toàn đội đã cố gắng hết sức. Trước giải đấu, mục tiêu của chủ nhà Indonesia là lọt vào top 4 đội mạnh nhất bán kết nhưng lại bị loại từ vòng 1/8. Dĩ nhiên, người hâm mộ Indonesia đã vô cùng thất vọng và một làn sóng tẩy chay ông Nuis Mila nổi lên như sóng thần với cụm từ Out Nuis Mila. Nhiều fan Indonesia cáo buộc huấn luyện viên này đã gọi sai nhiều nhân sự không xứng đáng và nhiều lúc sử dụng chiến thuật không hợp lý. Ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều người hâm mộ nước chủ nhà Indonesia truyền đi thông điệp Chef Nuis Mila với quan điểm hãy để chiến lược gia này thêm thời gian gây dựng đội hình Indonesia trở lên mạnh mẽ hơn trong tương lai và rằng cần nhìn vào cả quá trình ông Mila làm việc thay vì một vài kết quả chưa ưng ý. Có những thứ còn hơn cả chiến thắng của U23 Việt Nam. Chẳng cần biết hành trình ASEAN còn ngắn hay dài. Điều quan trọng là Việt Nam đã đi qua cột mốc quan trọng của một nền bóng đá, giành lại niềm tin cho người hâm mộ. U23 Việt Nam thắng U23 Bahrain để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng tứ kết của kỳ ASEAN. Nhiều người tin rằng đây là một cột mốc quan trọng của bóng đá Việt Nam. Nó đánh dấu sự vươn tầm của vị thế, sự trưởng thành của một nền bóng đá. Tất nhiên rồi, nhưng trong đám đông đang ăn mừng ngoài kia, mấy ai hô vang. Chúng ta lần đầu tiên vào tứ kết ASEAN. Có ai đang cố gắng chứng minh rằng vị thế của bóng đá nước nhà đã thay đổi? Tôi tin rằng có rất nhiều người quan tâm tới những thứ thuần chuyên môn như vậy. Niềm vui chiến thắng được tận hưởng, lan tỏa một cách thuần túy là niềm vui lòng tự hào, hạnh phúc và niềm tin. Nhiều người phấn khích rằng Việt Nam sẽ tiếp tục hạ nốt Syria để đi sâu hơn, để tạo lên một kỳ tích còn gây chấn động hơn so với U23 AFC Champions League mới đây. Cũng chẳng ai quan tâm tới chuyện Syria mang tới ASEAN lần này. Đội hình U23 xịn cộng thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Trong đội hình dự ASEAN của họ vẫn còn nguyên 12 cầu thủ góp mặt từ giải U23 châu Á mới đây. Đó là một đối thủ mạnh và công bằng mà nói thì mạnh hơn Việt Nam khá nhiều. Vấn đề là chẳng mấy ai quan tâm Syria mạnh yếu ra sao. Chúng ta vẫn đang tin rằng giấc mơ ASEAN còn tiếp diễn xuyên suốt câu chuyện. Sợi dây liên kết là hai chữ niềm tin. Lâu lắm rồi, một đội tuyển bóng đá mặc trên mình màu cờ tổ quốc mới được tin nhiều như thế. Lâu lắm rồi, xem Việt Nam đá bóng mới có cảm giác tận hưởng niềm vui rất nguyên sơ mà trái bóng tròn mang lại. Trước đây, rất nhiều cổ động viên xem Việt Nam đá bóng với tâm trạng lẫn lộn, một chút hy vọng, một chút lo sợ, một chút thất vọng và rất nhiều sự bi quan. Xem mà không có niềm tin là đội nhà sẽ thắng. Nhưng khi thua, thật sự thì nổi giận, chán nản, thất vọng. Suốt một thời gian dài, nhiều cổ động viên dõi theo màu cờ sắc áo tại các giải như SEA Games, AFF Cup hay Asian Cup với gánh nặng là lòng tự hào dân tộc, chứ không đơn thuần là tận hưởng màn trình diễn của những chiến binh áo đỏ. Vì đơn giản, họ không có niềm tin và Việt Nam cũng không gieo được cái hạt mầm niềm tin vào hành trình của họ. Dù ngắn hay dài, thành công hay không thành công cũng tạo được ra niềm vui. Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ khác. Chúng ta có quyền tin rằng các đối thủ, kể cả mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng phải dành cho Việt Nam một cái nhìn nể trọng hơn. Chúng ta tin rằng mỗi trận đấu của Việt Nam, dù ở cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 hay nào khác, cũng là một ngày vui của dân tộc. Chúng ta không chơi bóng vì thành tích, không hy sinh tự tôn để có được một vị trí trang trọng tại một giải đấu. Chúng ta chơi bóng vì niềm vui mang đến cổ động viên, để giành lại những niềm tin đã mất. Khi đã có niềm tin, bóng đá cũng trở thành niềm vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới.
Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.